Xin chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại nhà vườn mai ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Và bây giờ thì hôm nay thì mai đã được trưng bày lên trên đường để bán rất là nhiều. Và chúng tôi cũng quay để cho cô chú, các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Nếu chúng ta thích các cái sản phẩm mai thì chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ kết nối với nhà vườn để bán cho cô chú, các anh chị và các bạn. Và một điều cam kết với khách hàng đó là giá mai sẽ rẻ và hợp lý nhất. Nó chỉ bằng khoảng 1/3 cái giá mai mà chúng ta mua tại các chợ hoa xuân thôi. Nhưng mà chúng ta đã sở hữu được một cây mai, một gốc mai rất là đẹp. Và chúng ta xem đây. Hôm nay thì mai đã bắt đầu bung ra màu xanh rồi, đẹp lắm. Đây, chúng ta quay để cho cô chú, các anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau để chúng ta chiêm ngưỡng nhé. Chiêm ngưỡng mai. Đây là chúng ta đang đến với cái gian hàng mai cúc Giang Long. Tập trung thì cái giá cả thì nó chỉ dao động là trên dưới 1 triệu đồng thôi, bởi vì cái nhà vườn này thì tôi chưa hỏi cho nên chưa dám báo giá chính xác, nhưng mà chỉ dao động khoảng trên dưới 1 triệu thì chúng ta có thể sở hữu được một gốc mai này. Đây là nhà vườn mà tại thị trấn Diêu Trì với các cái sản phẩm mai Giang Long tầm trung, giá dao động trên dưới 1 triệu, rất đẹp. Đây. Đây là có thể là nở rất là phù, nở khoảng độ 29-30 mùng 1. Và có thể trước đó thì đã nở bói. Và đối với các nhà vườn họ tính toán về cái thời gian để xuống lá rất là hợp lý. Để cho người chơi là đúng vào mùng 1 thì mai giao thừa, mùng 1 thì mai sẽ nở rộ. Vườn là cái mai này là đang giao bán cho thị trường là với giá bao nhiêu, nhưng mà thôi thì chúng tôi sẽ quay để giới thiệu tới khán thính giả của kênh Lai Thành Công Tàu chúng ta biết được. Nè, chúng ta xem nhé, giới thiệu tới cô chú, các chị và các bạn các cái sản phẩm mai tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang cung ứng ra thị trường mai Tết năm nay. Chúng ta đang đến với trước mặt cô chú, các anh chị và các bạn, đây đó là những cái gốc mai mai giáo 12 cánh Giáng Long. Mai giáo này thì đang có giá dao động tại đây khoảng từ 8 cho đến 900 ngàn đồng thôi nha. Như trước mặt cô chú, các anh chị và các bạn ở đây, nó chỉ dao động từ 8 cho đến 900 ngàn đồng thôi. Quá trời mai luôn nha. Chúng tôi quay cứ một gian hàng để chúng tôi sẽ ra cho cô chú, các anh chị một clip để chúng ta xem, và chúng ta có quyền lựa chọn những cái sản phẩm mai phù hợp tại chơi Tết năm nay. Mai quá chừng đây. Tiếp tục cái gian hàng đang trưng bày tiếp theo đó cũng là mai giảo, nhưng sản phẩm mai giảo Giang Long đã nở rộ rồi. Chúng ta xem đây, đã nở rộ. Đây thì nó đã bung ra rồi, bung mai ra. Đây là cúc mai nha. Đây
đang là nhộn nhịp với xe, các cái xe chuyên dụng đang chở mai tới để trưng bày và bán trong cái dịp mà mai năm nay. Các nhà vườn bây giờ đang rất là tấp nập các cái công tác chuẩn bị trưng bày mai lên trên các cái nơi tập kết để bán cho bà con du khách. Mai nở đã rộ nhé. Rất là đẹp. Quá trời luôn. Đây là một cái gốc mai giáo Giang Long, mai giáo Giang Trực. Đối với cái size mai nhỏ thì với giá nó sẽ rất là mềm, 300-400 ngàn thì chúng ta đã có một cái chồng mai nhỏ như thế này chúng ta chơi. Nếu như mà tài chính chúng ta yếu thì chúng ta mua cái chồng này thì chúng ta chơi trong nhiều năm, năm nay và sang năm và nhiều năm khác thì chúng ta chăm sóc thì càng ngày cái mai nó càng lớn lên. Trưng bày trên cái quốc lộ 1A đoạn thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định với giá dao động từ 1,5 triệu cho xuống từ gốc. Ví dụ cái cây mai cúc mà chúng ta đang xem trên màn hình đây, cúc mai có tuổi đời khoảng độ 6 năm tuổi thì đang được chào bán tại nhà vườn là 1,6 triệu đồng. Cái này tương đối lớn, chơi được ngay nha. Trước mắt chúng ta đây đó là một gốc mai giáo. Mai cây này thì nó thưa nụ. Cây này cũng đang có giá trị tài chính chúng ta phải bỏ ra khoảng 1,2 triệu. Ta sẽ sử dụng được cái cây gốc mai giáo này. Đây. Rất nhiều cây mai, các cây mai của Giang Long. Giang Long mai cúc, cúc mai và mai giáo đang được trưng bày để bán tại chợ Hòa Xuân, khu vực bán hàng đoạn thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tại thời điểm bây giờ. Đây là mai giáo nha, mai giáo 12 cánh. Trời luôn nha. Rồi cố gắng review chậm chậm để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem. Mỗi một cái địa phương của thị xã An Nhơn thì đều có một cái dáng thế mai khác nhau. Cho nên là họ sẽ tạo ra cái dáng như vậy để khẳng định thương hiệu của mai vàng và địa phương của họ, cũng là trên địa bàn của tỉnh Bình Định thôi, không có. Rồi những hình ảnh này chúng tôi xin phép được khép lại cái video này ở đây.
Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chúc cả nhà đón xuân đã mát. Xin kính chào tạm biệt.